phát huy địa lợi và nhằm nâng cao giá trị, Hòa Bình tiến tới thành vựa canh tác nông sản hữu cơ. Liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hàng trăm nông hộ, một hợp tác xã bán hàng thông qua sàn thương mại điện tử hút khách. Lão nông đất Sen Hồng quyết định rẽ lối, chuyển sang trồng trọt theo hướng hữu cơ. Từ đây nỗi lo được mùa mất giá dời dần. Tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để sản xuất nông nghiệp, canh tác rau sạch và cây có múi là những gì tỉnh Hòa Bình thực hiện. Phát huy địa lợi này và nhằm nâng cao giá trị nông sản, thời gian qua, Hòa Bình ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ. Xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn hình thành tổ hợp tác chuyên sản xuất rau hữu cơ. Mỗi năm tổ hợp tác cung cấp ra thị trường hàng chục tấn rau các loại. Cách sản xuất không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, lúc mới bắt đầu còn khá mới mẻ với bà con người Mường. Chị Bùi Thị Dung, trưởng nhóm sản xuất rau hữu cơ, xóm Đầm Đa, xã Hợp Hòa, chia sẻ: thời gian đầu, làm rau sạch tương đối khó vì sâu hại phá hoại nhiều. Vào mùa rau, sâu phát triển nhiều, chị em phải chông đèn đi bắt sâu. Bù lại, sản phẩm của tổ hợp tác được đặt mua số lượng không hạn chế và được giá hơn so với rau sản xuất truyền thống. Những nhen nhóm trong việc sản xuất hữu cơ cũng dần xuất hiện nhiều ở Hòa Bình. Cùng với các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhiều doanh nghiệp và cá nhân cũng dần nhập cuộc. Nắm bắt được xu thế trong việc sử dụng sản phẩm từ tự nhiên, nông trại hữu cơ Linh Dũng ở thôn Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi của ông Nguyễn Hồng Yến là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng mô hình hữu cơ đối với cây có múi tại Việt Nam. Sau nhiều năm kiên trì, nỗ lực trồng gang trái theo hướng hữu cơ, đến nay ông Yến bước đầu gặt hái được thành quả. Sản phẩm từ trang trại được người tiêu dùng đón nhận. Nông trại Linh Dũng là cơ sở sản xuất đầu tiên của Việt Nam được tổ chức NHO, QSS là tập đoàn chứng nhận toàn cầu có mặt hơn 30 quốc gia, cấp chứng nhận đạt hữu cơ Việt Nam. Xu hướng sử dụng sản phẩm sạch và tự nhiên dần được người tiêu dùng đón nhận. Hơn nữa, sản xuất hữu cơ còn góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái, đảm bảo sức khỏe người canh tác và người sử dụng. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì diện tích sản xuất hữu cơ hiện có, mở rộng và chứng nhận diện tích sản xuất hữu cơ mới, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Cùng với đó là đẩy mạnh giới thiệu tiêu thụ nông sản, xây dựng các điểm bán sản phẩm hữu cơ. Ở tỉnh Đồng Tháp, có một lão nông cũng nhận thấy những lợi ích của việc canh tác hữu cơ nên sớm trẻ hướng và rồi gặt hái thành công ngoài mong đợi. Nội dung này được đề cập ở phần sau chương trình. Anh Nguyễn Đăng Vương ở xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị làm nhiều người bất ngờ khi từ bỏ sự nghiệp hiện có, rẽ hướng về quê xây dựng trang trại để chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn. Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tây Sơn do anh Vương thành lập, ban đầu có 7 xã viên tham gia, nay có 36 thành viên. Tất cả các nông hộ tham gia hợp tác xã đều chăn nuôi trồng trọt theo cùng một quy trình do anh hướng dẫn. Sản phẩm được thu mua với giá cao hơn thị trường 10-15%. Các thức ăn thừa được anh thu mua, ủ lên men trong vòng 15 ngày, sau đó tiếp tục ủ chung với đạm cá, men vi sinh, một số dị lá thuốc nam. Anh ủ hỗn hợp trong vòng 24-36 giờ là có thể đem cho gia súc gia cầm ăn, giúp tăng sức đề kháng, hạn chế mắc bệnh. Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Vương hiện có 35 con heo nái, 150 con heo thịt, cùng với đó còn có bò, gà. Chúng được nuôi nhốt ở những khu vực tách biệt. Toàn bộ nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi đều do anh tự phối trộn. Anh còn có khu vực rộng 300m² nuôi ruồi lính đen. Theo anh Vương, thức ăn ủ lên men kích thích tiêu hóa cho đàn vật nuôi và giảm thiểu được vi khuẩn E. coli cho gia cầm. Ở trang trại chăn nuôi tổng hợp này, các quy trình đều tuần hoàn khép kín và gần như không bỏ đi thứ gì. Anh Vương cũng đảm nhận hầu hết các công đoạn, từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi và chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Anh chia sẻ, nguồn sản phẩm từ chính trang trại cung cấp cho các hội viên của hợp tác xã với giá ưu đãi để những hộ này giảm chi phí thức ăn, tăng đồng lời. Khi nắm chắc quy trình và kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm, tư duy của một nông dân chuyên nghiệp,
thôi thúc ông Nguyễn Tùng Lâm, ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, rẽ hướng, tìm hiểu kỹ thuật ấp trứng để tạo ba ba giống. Trước đó năm 2010, ông đầu tư xây 2 bể xi măng và mua 1.000 con ba ba giống về nuôi. Lần đầu nuôi không có lời, ông kiên trì theo đuổi, tiếp tục mua thêm 1.000 con ba ba giống và xây thêm 4 bể xi măng. Vừa nuôi, vừa tích lũy kinh nghiệm, và rồi thành công cũng đến. Không dừng lại sau thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, ông còn tạo được con giống đạt chất lượng. Năm 2017, ông quyết định đầu tư hơn 700 triệu đồng chuyển đổi 12.000 m2 đất ruộng thành trang trại nuôi ba ba. Với 10 ao, diện tích 350 m2 một ao, ông thả nuôi hơn 10.000 con ba ba giống. Sau 2 năm chăm sóc, ba ba bắt đầu sinh sản 20 ngày một lần. Ba ba sinh sản quanh năm, nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 10, mỗi lần đẻ từ 12 đến 24 trứng. Hàng năm, ông xuất bán khoảng 100.000 con ba ba giống và 5.000 con ba ba thương phẩm, khoảng 5 tấn. Hiện giá ba ba giống khoảng 5.000 đồng một con, ba ba thương phẩm từ 120.000 đến 340.000 đồng một ký. Mô hình nuôi ba ba giúp gia đình thu lợi nhuận 600 đến 700 triệu đồng một năm. Đặc biệt năm ngoái, ba ba đạt năng suất và giá cao, ông có lời hơn 800 triệu đồng. Nông nghiệp sinh thái từng nhiều lần thông tin đến quý khán giả câu chuyện làm nông nghiệp của những người trẻ, không hẳn là về tuổi tác, đôi khi là trẻ trong tư duy và hành động. Ở đó, mỗi người một câu chuyện, một quyết định, một hướng rẽ cho riêng mình, nhưng tự trung cho thấy không gì là không thể. Cùng với sự quyết tâm, kiên trì và thường xuyên trau dồi kiến thức kỹ thuật canh tác, giúp họ, những người nông dân chuyên nghiệp nhận về thành quả ngọt ngào. Cũng với tư duy này mà hợp tác xã Vườn Nhà Đà Lạt ở tỉnh Lâm Đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hàng trăm nông hộ, bán hàng thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội với hàng trăm ngàn lượt follower và nhiều clip triệu view. Chị Lương Thị Yến Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Vườn Nhà Đà Lạt chia sẻ, ngay cả những người điều hành hợp tác xã cũng chính là những người nông dân, những người trực tiếp sản xuất nông sản. Vậy nên các thành viên không chỉ làm bằng sự hòa hợp mà còn bởi làm bằng cả trái tim. Với tư duy của người trẻ, các thành viên hiểu rằng để nông sản có sức cạnh tranh trong thời kỳ mở cửa và hội nhập thì sản phẩm phải ngon, số lượng lớn, giá cả phải chăng và có chiến lược thị trường tốt. Vì vậy, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản là yếu tố vô cùng quan trọng, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và cả lợi ích của những người tham gia chuỗi giá trị. Chị Dân và Hợp tác xã Vườn Nhà Đà Lạt hình thành xây dựng mạng lưới nông sản tại Đà Lạt bằng việc liên kết với 225 nông hộ và cam kết bao tiêu sản phẩm của bà con, liên kết với giá ký trước mỗi vụ mùa. Hợp tác xã luôn đặt lợi nhuận của người nông dân lên hàng đầu với phương châm nông dân phải giàu được với nghề nông thì mới đi cùng và đi xa với hợp tác xã. Cùng với các loại nông sản truyền thống, thời gian qua, hợp tác xã cũng tìm hiểu thêm các giống cây trồng mới độc lạ như bí sợi mì, bông cải nhiều màu, ớt trái cây Sweet Baltimore. Hiện có trên 150 sản phẩm nông nghiệp được hợp tác xã và các hộ liên kết đưa vào sản xuất với quy trình áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, qua đó tạo nguồn thu nhập ổn định cho xã viên, nông dân. Các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử giúp cho hợp tác xã tiếp cận nhiều khách hàng mới và lượng sản phẩm bán rất nhiều. Doanh thu của hợp tác xã dựa vào kênh TikTok cũng tăng, có phiên livestream giới thiệu bí sợi mì trở thành hiện tượng trên TikTok. Trong một phiên bán hàng, hợp tác xã bán hàng ngàn đơn, đưa doanh thu bán nông sản của hợp tác xã Vườn Nhà Đà Lạt tháng đó lên đến hàng tỷ đồng. Vừa qua, các sản phẩm của hợp tác xã Vườn Nhà Đà Lạt được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã dễ dàng liên kết với các đối tác để tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tháng 7, ông thị đỏ da, ông mít chơm chởm, ông da rụng rời. Đây là những đúc rút của người xưa nói lên thời gian sinh trưởng và phát triển của các loại sản vật quê nhà. Cây mít cho trái rải vụ quanh năm, song chín vụ vào tháng 4 và tháng 6, thời gian từ lúc ra qua đến thu hoạch khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, với tư duy của những người nông dân chuyên nghiệp,
việc sản xuất chính vụ hay trái vụ không mấy quan trọng nữa, bởi đầu ra nhẹ tên từ lúc nào. Nói như vậy là vì hiện nay cái xu hướng canh tác nông nghiệp hữu cơ được nhiều nông dân quan tâm và cũng là xu thế tiêu dùng lựa chọn nông sản hàng hóa trên thị trường. Cách làm này đảm bảo được sự an toàn cho người sử dụng và chính người sản xuất. Sau nhiều năm đi theo con đường canh tác truyền thống, một lão nông ở tỉnh Đồng Tháp quyết định rẽ hướng chuyển sang sản xuất hữu cơ. Từ đây nỗi lo được mùa mất giá dơi dần trong ông. Nhận thấy cây mít Thái dễ trồng, phù hợp thổ nhưỡng nên 6 năm trước, ông Cao Văn Hùng ngụ ở xã Phong Hòa, huyện Lai Dung đầu tư 2.000 gốc canh tác trong vườn nhà. Hai năm nay, ông áp dụng phương pháp hữu cơ để chăm sóc cho cây. Chi phí khi sản xuất thấp hơn so với trước và còn giảm được công chăm sóc. Lúc đầu thì trồng khoa học dòm thấy mít nó bị xì gì lắm, nó không nó tốt nhưng mà bảo phát bảo vàng kiểu gì đó, rồi nó bị xì mũ gì đồ, thành ra tôi mới thử chuyển lại hữu cơ thử phần nữa, thử coi nó sao, thì kết quả thấy nó tốt khả quan hơn khoa học, thành ra tôi chuyển hữu cơ luôn. Thay vì khoa học thì cô gãy mỗi tuần hai tuần phải gãy khoa học, trước mắt bảo vệ mình trước mắt đi, đầu tiên là cái mình chính mình ra mình làm, thí dụ xịt thuốc bữa nay xịt thuốc là sinh học thì nó đỡ hơn xịt hóa học. Hóa học thì giờ nó độc hại mình là trước nhất, rồi tới người tiêu dùng thứ hai. Ông Hùng xử lý cho trái ra từ tháng 5 âm lịch. Trong thời gian này, ông sử dụng phân bón hữu cơ và dùng các chế phẩm sinh học phòng bệnh cho cây. Nhờ đó mít vườn nhà ông có màu sắc đẹp, ngọt hơn và cây ít dịch bệnh hơn. Thì hiệu quả kinh tế hơn hồi trước. Bây giờ thấy ví dụ như hồi trước cô xài thuốc, xài phân hóa học. Thì bây giờ đó là nó như điển hình miếng mít trong tôi đó, nó chết gần phân nữa. Nhưng mà miếng này là nó chết nó xịu thôi, bờ chết vài ba cây, năm ba cây, bốn năm cây nó cũng chết mà ít hơn. Cây mít thì nó bị xì mũ chết rồi, tất nhiên nó phải chết rồi. Nhưng mà cái ít nhiều của xài hóa học thì nó chết nhiều hơn. Mỗi năm vườn mít Thái của ông Hùng thu hoạch được hơn 40 tấn trái, giá bán từ 20 đến 35 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm ông thu lợi nhuận hơn 600 triệu đồng. Để hướng đến sự phát triển bền vững, an toàn, đôi khi chỉ đơn giản là giảm dần lượng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác. Câu chuyện rẽ hướng của lão nông đất Sen Hồng vừa rồi là minh chứng cho tư duy của người nông dân chuyên nghiệp, ít hơn để được nhiều hơn, và cái được là điều hiện hữu lâu dài. Một khi nông sản sản phẩm làm ra được đón nhận, cũng là lúc thu nhập đồng lời của nông dân được nâng lên. Nội dung này khép lại nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con quan tâm theo dõi. Quý khán giả đừng vội chuyển kênh để cập nhật các thông tin hữu ích có trong nhịp sống ngày mới ngay sau đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.